Theo thông tin từ Bộ Công an, học sinh tham dự kỳ thi của các trường được sử dụng ứng dụng VNEID thay vì chỉ dùng thẻ căn cước công dân bản cứng sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc là học sinh không được vào thi vì không mang thẻ căn cước công dân. Bộ cũng sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo các địa phương và các trường dùng ứng dụng định danh điện tử khi học sinh làm thủ tục dự thi. Tại Nghị định 59/2022, Chính phủ quy định từ tháng 10/2022, người dân có thể dùng tài khoản định danh điện tử tại VNEID để chứng minh nhân thân, thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự thay thế cho thẻ căn cước công dân gắn chip. Vì vậy, các trường cần sửa quy chế thi để của Chính phủ.